là các tổ thu phí của ngành y tế tỉnh Bình Dương qua nhiều thời kỳ. Kính thưa quý vị thầy thuốc hiện đang công tác trong ngành y tế công lập cũng như ngoài công lập của tỉnh Bình Dương. Kính thưa quý vị đại biểu tham dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Trong không khí những ngày đầu xuân quý vị, nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, thay mặt đảng ủy, ban giám đốc sở y tế, công đoàn ngành y tế, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, 58 năm trước, trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955, Hồ Chủ tịch đã căn dặn cán bộ y tế phải có tình thương và lòng nhân ái đối với người bệnh. Thầy thuốc phải như mẹ hiền, người bệnh phó thác tính mệnh của họ cho các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Lời bác dạy đã trở thành nền tảng tư tưởng, kinh kỹ năng cho mọi người. Hàng năm là ngày thầy thuốc Việt Nam, và từ đó ngày 27 tháng 2 đã trở thành ngày truyền thống của ngành y tế, là dịp để chúng ta tôn vinh biểu dương thành tích các thế hệ thầy thuốc đã không ngừng phấn đấu thực hiện lời dạy của bác, ra sức thi đua phục vụ người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, bảo vệ, chăm sóc và tăng cường sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ nặng nề song cũng rất vẻ vang. Với nhiệm vụ này, ngành y tế tỉnh ta trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Năm vừa qua, ngành y tế được sự quan tâm chặt chẽ của các cấp đảng ủy, chính quyền, được sự phối hợp hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công chức viên chức trong ngành đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trong kế hoạch bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2012.